Mình chào cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của em. Hiện tại là hôm nay em ghé lại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa này cho cô chú anh chị và các bạn. Địa chỉ là 510 cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3 nha. Thì bé Tiên nè, đang ship 5kg cho khách. Dạ, 5kg nè. Mình tới trễ một xíu, bạn mới vừa cui trong luôn á. Bây giờ ship cho khách nè. Tiếp tục là vợ Thanh sầu riêng á, cui tiếp 2kg nữa. Giờ cui 2kg rồi đúng không? Dạ 2kg. Ký ruột là bao nhiêu ký đúng không? Dạ 380. 380kg nha cô chú anh chị và các bạn. Không biết sao mà hôm qua này ta mua được không á. À ghé hả? Ít trái lắm. Bây giờ này mình mua ruột nó lợi hơn đúng không? Mấy ngày nay mình mua là ruột lợi hơn lên đây. À. Mua ruột lợi hơn, đây là cô chú anh chị mua ruột. Đó, trái nhỏ nhỏ thôi, muối nhỏ nhỏ thôi. À, chào con trai. Con trai ăn gì đó? Chào bác ơi. Ăn đi. Con trai của Thanh đây. Thanh bữa nay đi công tác rồi. Kìa, khách vô kìa. Đây. Trái này nó nhặt quá. Trái nào đó. Nào quá chị. Hả? Màu nào á? Trái không có mua 2 trái. Kiếm muối to, mình thích muối to, nay là cui muối nhỏ là không được rồi. Mấy trái lớn đi chứ. À, trái to. Mấy cái bự này là nó xấu nè. Hả? Nó bị xấu chứ thôi, chó em cũng bán cho bự rồi. À. À, nó kêu muối chưa chín hả? Dạ, hai cái bự đó còn không nhau chứ thôi, chó em cũng bán nó trái bự rồi. Mua chó lẻ ký. Tại mấy cái bự đó của em nó còn xấu.
Cái bự, muối bự. Vậy là cái này đủ rồi Thiên ơi. Mua lại cái muối bự này đi thôi. Bổ nhẹ nhàng. Đấy, đâu? Mày có gì được cho chị? Chưa tâm con xin. Vậy là phải cũng hơn á, ở nhà bỏ quá trời luôn. Nhạt nhất à. Này luôn cái muối kêu của chị á là chị ấy thêm thì em tăng thêm nè. Con khui thêm ở con lửa muối bự. Chị mới kêu chị lấy cái lớn đi nhưng mà tự giờ chị không mấy là bán cơm cho chị á. Đúng không? Đang bán cơm cho chị bởi vì cái trái nó quá ít muối. Cho nên là chị muốn lấy nữa thì em khui nữa nhưng mà không cân trái được là do cái trái nó quá ít muối không cân giá trái được. Tụi em chỉ khui ra bán cơm cho chị thôi. Hiểu rồi dạ. Nhiều lúc cái trái sao á nó không có ngọt, nó như ngon giống như trái vậy. Ý anh nói là cho người ta là dạ, muốn đi trái này thì cho thử rồi mới lấy mà chứ đâu có thể trái nào cũng giống như này em không dám bảo đảm. Cái nào nó ngon giống vậy luôn. Cái to á. Nó lạc đó. Người ta thích muối to là phải trái bự. Trái bự muối mới to. Còn trái nhỏ là muối nhỏ. Do là chị khách chị thích là muối bự, phải bự lên chứ, chứ đi tặng. Trứng thì là nó trứng nó cũng mềm luôn á nhưng mà ăn nó nhạt nhất. Ở cái chỗ kia còn trái nó tròn đều của mình nó béo xèo nó xèo. Dạ, bà chú. Trả lời anh khách đi. Thấy là thấy cái gì có bán hay không? Trái nó đẹp tròn đều như vậy luôn còn của mình là béo xèo là sao? Được không chị?
chắc nữa chứ cho mà cái nhiêu hả? Hồi nãy mua hai trái rồi giờ mới thành lại. Dạ. Đó cái đó là cái phần bù của chị luôn, cái này tụi em cân thêm nè, 260. Mua hết cái này luôn không? Còn muối. Còn có muối mà. Bỏ cái kia vô đây lấy cái này để vô cho trong nó. Dạ hiểu rồi chị, tại vì em cân xong rồi em mở qua cho nó đều cái đầu để vậy. 300. 300. Còn nữa không kìa. Không. Lấy cái hộp phía trên để qua bên này cho người ta nguyên trái. Còn nguyên một vựa luôn á. Đẹp, đồ đẹp. Nay con trai bạn đồ đẹp nè. Đó. Hả? Cái con mèo. À, chứ con mèo à. Rồi đi vô đi nha, vô trong đó xe nha con. Vô trong đi đi xe. Con của Thanh sầu riêng. Mỗi lần anh tới là mỗi lần mình tới á là anh tới anh khoe đồ nha. Anh cho lên anh bạn bộ đồ rất là đẹp luôn. Bắt đầu anh xuống là anh khoe bộ đồ đẹp. Chưa đủ à Trúc? Dạ chưa. À mới 1.4 hả? Ship hết ngay cho gửi qua rồi nha. Cái thằng đồ này tụi nó lấy cái gắn luôn ngoài xe nè. Đi tìm chìa khóa hả? Đi tìm chìa khóa luôn, đâu. Vậy giờ ăn đi. Ta đã nói rồi, sơ sẩy một chút xíu là nó quậy à. Sơ sẩy chút xíu là nó quậy hả? Một chút xíu à là nó quậy rồi đó. Sầu riêng vỏ ra vỏ và muối ra muối đúng không? Quá chất lượng luôn đúng không? Vỏ mà chất lượng vỏ luôn là hiểu rồi đó. Vỏ mà chất lượng vỏ đó nghe bà chủ nói. Trời ơi chị. Mẹ lúc em đi con hai con để bạn cho kia. Vỏ chất lượng vỏ đúng không? Giàu thiệt chứ. Bán sầu riêng mà vỏ không là vỏ hả? Bà chủ. Em chưa có no. Bà chủ kêu bán sầu riêng mà vỏ không là vỏ này. Ê, rồi sao rồi? Chứ. Đau đầu chứ. Anh khóa kìa. Ô điện nha. Tao không quậy kinh hồn luôn á. Rồi em ăn dép rồi anh lấy nè, rất trội từ trên lầu cũng trội xuống. Để con mà nó phải hiếu động chứ. Chứ trẻ con mà nó ngồi im chỗ rồi mình cũng khóc á. Hiếu động dữ luôn á. Trẻ con nó phải hiếu động nó chục ghê không? Chục nó liền luôn á chưa? Giỡn đâu. Nó khách nó liền luôn á chứ. Đó, 2kg cho khách. Ship online luôn. Con trai là vậy đó. Ha, à, để con trai đi không? Không. Đúng rồi. Thêm 1kg ruột nữa nha cô chú anh chị và các bạn. Khách đẹp online rất là nhiều.
cô chú anh chị làm biến ra được, nên là có thể là liên hệ với thân sầu riêng. Khách đây đặt 3 kg hả? 3 kg. Chắc khách này nước ngoài về quá, ở khách nước, sạn. Ở khách sạn hả? Con trai ăn đi nha. Còn cái bàn kia lại đặt nó nhận dùm anh chuyển qua được không? Được.